huấn luyện viên nữ Thái Nguyên bị phạt vì dàn xếp tỷ số. Huấn luyện viên của đội U16 nữ Thái Nguyên, Nguyễn Văn Nhật bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá một năm do dàn xếp tỷ số với U16 thành phố Hồ Chí Minh bất thành. Theo quyết định kỷ luật được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ban hành chiều nay ngày 29 tháng 7, bên cạnh án cấm một năm, ông Nhật còn phải nộp phạt 5 triệu đồng. Trước đó 4 ngày, Ban phòng chống tiêu cực trong bóng đá của VFF gửi văn bản đề nghị Ban kỷ luật xem xét xử lý việc huấn luyện viên trưởng U16 Thái Nguyên có ý định dàn xếp tỷ số trận đấu với U16 thành phố Hồ Chí Minh tại giải U16 nữ quốc gia 2024. Trận đấu này diễn ra ngày 21 tháng 7. Trước trận này, ông Nhật tới gặp, đề nghị huấn luyện viên của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cầu thủ đá dưới sức nhằm giúp Thái Nguyên thắng 2-0. Tuy nhiên, bên phía thành phố Hồ Chí Minh từ chối đề nghị và báo cáo sự việc lên VFF. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 1-1. Sau trận đấu, ông Nhật đã nhắn tin xúc phạm, thậm chí đe dọa huấn luyện viên Trang Thiện Trân của thành phố Hồ Chí Minh. Trong các ngày 23 và 24 tháng 7, các ban chức năng của VFF đã gặp và làm việc với các bên liên quan, đồng thời mời Cục Cảnh sát Hình sự tham dự. Tại đây, ông Nhật thừa nhận vụ việc. Theo Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, VFF đã, đang và tiếp tục quyết liệt xử lý các hành vi tiêu cực, đảm bảo xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững, trong sạch. Giải U16 nữ quốc gia 2024 có 5 đội tham dự, đá 2 lượt đi và về. Giải vừa kết thúc tại Hà Nội ngày 24 tháng 7. Sau khi hòa thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên hòa tiếp Hà Nam 2-2 ở lượt cuối và chỉ về nhì với 16 điểm, kém đội vô địch Hà Nội 1 điểm. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh xếp cuối giải với 2 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.